về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjet. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần ôn tập số 1 của tháng lớp 12, bài số 1, số 2 và số 3. Và ở video này thì chúng ta sẽ tập trung vào phần kỹ năng skills với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với kỹ năng đầu tiên, kỹ năng đọc reading. Với chủ đề của bài đọc là counter urbanization, chúng ta có urbanization là việc đô thị hóa đúng không? Và counter urbanization thì sẽ là việc đô thị hóa ngược. Nghĩa là thế nào? Bình thường đô thị hóa là chúng ta sẽ chuyển từ nông thôn lên thành thị đúng không? Thì bây giờ counter urbanization sẽ là việc chuyển từ thành thị về nông thôn, thì đó sẽ là counter urbanization. Và với yêu cầu của bài số 1 như sau: read the text about the causes and effects of counter urbanization. Là chúng ta sẽ đọc một bài văn, một bài viết nói về các nguyên nhân cũng như là ảnh hưởng của việc đô thị hóa ngược. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung để tìm những cái causes, những cái nguyên nhân cũng như là những cái ảnh hưởng nhé. Và chúng ta sẽ cùng đọc này. While urbanization has led to fast urban growth, counter urbanization has resulted in the opposite situation. Trong khi việc đô thị hóa dẫn tới sự phát triển nhanh chóng của đô thị, thì việc đô thị hóa ngược dẫn tới tình trạng ngược lại. Tình trạng ngược lại nghĩa là tình trạng phát triển của ở các khu vực nông thôn đúng không? Counter urbanization happens when a great number of people move from urban areas into rural areas. Và việc đô thị hóa ngược là việc là xảy ra khi một số lượng rất là nhiều người chuyển từ vùng đô thị xuống về nông thôn. Thì đoạn đầu tiên nó chính là phần mở bài và nó nêu ra cái định nghĩa của counter urbanization là gì đúng không? Tiếp theo, this phenomenon is linked to the push and pull factor of migration. Và cái hiện tượng này thì được liên kết với cái hiện tượng này thì là sẽ kiểu có liên quan tới cái yếu tố, những cái nhân tố đẩy và nhân tố kéo của việc di cư. Trying to avoid overcrowded inner cities, city dwellers look for larger, cleaner and quieter houses with small land at cheaper prices in rural or suburban areas. Và những người ở đây thì chúng ta thấy là nó có, đây là câu mà nó đã được rút gọn bởi hai cái chủ ngữ, cùng chủ ngữ là city dweller. Và đây thì sẽ là những người dân thành phố ấy thì cố gắng để tránh sống ở những nơi mà quá đông đúc này, thì những người dân thành phố đã tìm kiếm một nơi, một ngôi nhà mà rộng hơn này, sạch hơn cũng như là yên tĩnh hơn, với nhiều đất hơn mà lại còn với cái mức giá rẻ hơn ở vùng nông thôn hoặc là ở vùng ngoại ô. They want to escape the air and noise pollution and the crimes in inner cities. Và họ, nghĩa là city dweller là người dân thành phố đây đúng không? Thì muốn thế nào? Muốn là được thoát khỏi, muốn thoát khỏi cái việc ô nhiễm không khí cũng như là ô nhiễm tiếng ồn và cái tỷ lệ tội phạm ở thành phố, ở khu vực nội thành thành phố. Và vậy thì ở cái ngay đoạn này, đoạn chúng ta vừa đọc thì nó sẽ chính là cái nguyên nhân đúng không? Những cái nguyên nhân mà người ta, nguyên nhân mà nó xảy ra cái việc đô thị hóa ngược. The causes, cái nguyên nhân. Ở đây thì cô sẽ viết là cost ở đây nhé. Để thể hiện là cái đoạn này thì nó sẽ nói về cái nguyên nhân. Và nguyên nhân thì chúng ta sẽ nhắc lại đầu tiên là cả đoạn này rồi đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ không cần này nữa. Thứ nhất là tránh những cái nơi quá đông đúc và tìm kiếm và muốn tìm những cái ngôi nhà rộng hơn, sạch hơn và yên tĩnh hơn. Và tiếp theo thì là muốn thoát khỏi cái việc là ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn và tỷ lệ tội phạm đúng không? Tiếp theo, however, counter urbanization causes serious problems in the shrinking city. The cities face severe economic strains and a sharp increase in poverty. Ở đây, tuy nhiên thì việc đô thị hóa ngược thì gây ra, nó dùng cái cấu trúc là gây ra cái gì đúng không? Nguyên nhân kết quả cause. Động từ cause, chủ ngữ cause, danh từ gây ra những cái đằng sau. Việc đô thị hóa ngược thì gây ra những vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố. Những thành phố này thì phải đối mặt với các tình trạng kinh tế rất là trầm trọng và việc sự gia tăng nghèo đó rất là nhanh, rất là kiểu
tăng tăng đột biến đó, đúng không? A sharp increase, sharp increase. Despite declining populations, they still have to spend money maintaining infrastructure such as roads, sanitation, public transport built for a much larger population. Và ở đây, bên cạnh cái vấn đề là những cái nền kinh tế, đúng không? Kiểu dạng là áp lực, nền kinh tế bị áp lực hơn á. Strain là kiểu áp lực, đặt nặng những cái áp lực lên nền kinh tế này, cũng như là việc tăng cái tỷ lệ nghèo đói. Thì bên cạnh đó thì bởi vì sao? Bởi vì là mặc dù là cái dân số trong thành phố đang giảm, đúng không? Declining, nhưng mà ở chính phủ thì vẫn phải dành tiền để duy trì những cái cơ sở hạ tầng như là đường xá này, ở vệ sinh cũng như là phương tiện giao thông công cộng. Và những cái đó thì là nó được xây dựng, nó được tạo ra để phục vụ một cái mục đích là cho nhiều, cho một cái lượng dân số lớn hơn, chứ không phải là một lượng dân số nhỏ. Thì đó, thì bây giờ là kiểu tôi đã bỏ ra rất là nhiều tiền để xây dựng những cái cơ sở hạ tầng như thế để phục vụ cho một lượng người dân rất là lớn. Nhưng bây giờ người dân chuyển hết về thành phố, về nông thôn, đúng không? Thì cái đấy nó rất là bị phí, và mà bên cạnh đó thì vẫn còn phải dùng tiền để duy trì những cái đó nữa. Thì ý là cái đoạn đấy là như vậy. Cái đoạn này thì nó sẽ liên quan tới ảnh hưởng, đúng không? Effect. Tiếp theo. Meanwhile, villages in the countryside become increasingly urbanized, grow fast and soon lose their uniqueness and charms. Ở trong khi đó thì những ngôi làng của nông thôn thì ngày trở nên bị đô thị hóa, phát triển nhanh chóng và nhanh chóng mất đi cái tính độc đáo cũng như là cái sự gọi là thu hút của nó, nghĩa là những cái yếu tố mà kéo mọi người về với nông thôn ấy, thì bây giờ nhiều người chuyển về, đúng không? Thì nó lại thành một cái đô thị rồi còn gì, kiểu dạng như vậy. Local prices go up because city migrants have more money. Và ở giá cả ở địa phương thì tăng lên bởi vì là người nhập cư từ thành phố thì có nhiều tiền hơn, đúng không? They earn money from rapid city jobs and high value city properties. Và những người này, nghĩa là những người dân thành phố, thì kiếm được nhiều tiền hơn từ những công việc có lương cao, cũng như là có tài sản giá trị cao hơn. Villagers often find it more and more difficult to earn a living and provide for their families. Và người dân ở nông thôn, đúng không, thì sẽ cảm thấy là khó có thể là kiếm tiền được hơn, khó để kiếm sống cũng như là cung cấp những cái kiểu dạng tiền để cho để kiểu dạng là có đủ tiền cho gia đình của mình nhé. Ý là như vậy. Ở đây thì chúng ta có từ là earn a living, là kiếm sống. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể highlight lại một số những cái từ ở đoạn này, ví dụ như là từ uniqueness. Well-paid city jobs, đúng không, là từ mà cũng chúng ta cũng học rồi. High value property thì là cái tài sản có giá trị cao. Còn migrant thì là người di cư, đúng không? Và vậy thì đoạn này thì nó vẫn sẽ là những cái ảnh hưởng, đúng không? Và cái ảnh hưởng này thì nó sẽ là ảnh hưởng lên nông thôn, đúng không nhỉ? Còn đoạn ở trên thì là sẽ ảnh hưởng lên thành phố, nghĩa là cái quá trình counter urbanization, cái quá trình đô thị hóa ngược này, thì nó sẽ có ảnh hưởng lên hai đối tượng, hai khu vực. Khu vực đầu tiên là thành phố, thành thị, khu vực thứ hai thì sẽ là nông thôn, đúng không? Và đoạn này thì đã chia rất là rõ ra rồi. Và cuối cùng sẽ là đoạn kết bài. Counter urbanization has caused many negative effects. Government should find urgent short-term solutions before implementing a long-term comprehensive programs to make life sustainable for people in both urban and rural areas. Và ở đây, việc ở đô thị hóa ngược thì đã gây ra rất là nhiều nguyên nhân, những cái tác động tiêu cực. Và chính phủ thì cần phải tìm ra giải pháp ngắn hạn. Và giải pháp này thì ra là kiểu giải pháp kiểu rất là nhanh chóng, khẩn cấp luôn, trước khi thực hiện một cái chương trình toàn diện dài hạn nhằm làm cho cuộc sống của người dân ở cả khu vực thành phố và khu vực nông thôn bền vững. Đó là về bài văn liên quan tới việc ở đô thị hóa ngược, nghĩa là việc mọi người di cư về nông thôn nhiều. Và vậy thì ở đây chúng ta sẽ đã đọc rồi và cũng đã xác định được những cái nguyên nhân và ảnh hưởng rồi, đúng không?
Nguyên nhân thì đầu tiên là mọi người thì tránh cái việc là quá đông đúc này, tránh những cái thành phố quá đông đúc này, và muốn tìm một cái nơi ngôi nhà mà rộng hơn, sạch hơn, yên tĩnh hơn nhưng mà lại rẻ hơn, nên là họ chuyển về nông thôn, đúng không? Bên cạnh đó thì còn muốn là kiểu không phải đối mặt với ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn và tội phạm nữa. Và ảnh hưởng thì lên hai đối tượng, thứ nhất là về thành thị thì nó sẽ gây ra cái việc là nó sẽ đặt áp lực lên nền kinh tế thành phố, đúng không? Cũng như là cái việc gia tăng tỷ lệ nghèo đói ở thành phố. Và còn về ở mặt về ảnh hưởng lên nông thôn thì sẽ là nông thôn thì sẽ bị mất đi cái tính độc đáo của nó, đúng không? Và sẽ mất đi những cái nguyên nhân kéo. Và giá cả thì cũng sẽ bị tăng lên, và người dân ở nông thôn thì sẽ khó kiếm sống hơn. Thì đó sẽ là tóm tắt về cái bài đọc này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 nhé. Bài số 2 thì vẫn sẽ liên quan tới bài đọc và sẽ là bài Two for not even, đúng sai hoặc là không được đề cập tới. Với yêu cầu của bài số 2 như sau: Read the text again and decide whether the following statement are true, false or not given, and tick the correct box. Là chúng ta sẽ đọc lại một bài văn một lần nữa và hãy xem những nhận định dưới đây là đúng sai hay là không được đề cập tới, và sau đó thì sẽ tích vào cái ô tương ứng, tích vào ô phù hợp. Chúng ta có 6 nhận định và chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Nhận định đầu tiên: Urbanization and counter-urbanization are two opposite trends. Ở đây, đô thị hóa và việc đô thị hóa ngược thì là hai cái xu hướng đối lập với nhau. Chúng ta có từ là opposite, đối ngược, đúng không? Vậy câu này thì nó là đúng không nhỉ? Và bạn nào muốn rõ hơn thì chúng ta có thể thấy là ở đây, mặc dù là nó đã được paraphrase lại, nó đã được viết lại bằng một cách khác, nhưng ngay đoạn đầu, ngay câu đầu thì nó đã có nói rằng: While urbanization has led to fast urban growth, counter-urbanization has resulted in the opposite situation. Chúng ta có từ opposite situation, đúng không? Một cái tình trạng trái ngược với nó. Và đây cũng sẽ là một cái câu số 1. Đó sẽ là cái ở số 1. Tiếp theo câu số 2: City dwellers look for houses in rural or suburban area just because they are cheap. Và ở đây, những người dân ở thành phố thì tìm kiếm những ngôi nhà ở khu vực nông thôn hoặc là ở ngoại thành chỉ bởi vì là chúng rẻ, bởi vì những ngôi nhà ở đó rẻ. Vậy câu này là sai rồi, đúng không? Nó sai không phải là chỉ vì là nó rẻ, mà vừa nãy chúng ta có nói tới là thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là nó còn rộng hơn, đúng không? Sạch hơn, yên tĩnh hơn, và có nhiều đất hơn nữa. Nên ở đây, chỗ này sẽ là câu số 2 và câu số 2 sẽ là false, thông tin ở đó. Và tiếp theo câu số 3 thì sao? Shrinking cities still face high rate of crime. Là khu vực thành phố rất là đông đúc, đúng không? Thì vẫn phải đối mặt với tỷ lệ tội phạm cao. Ở đây thì nó đang không đề cập tới, đúng không nhỉ? Chúng ta đã đọc rồi. Ở đây thì chúng ta có nhắc tới cái tội phạm ở thành phố, đúng không? The crime in inner city. Ở đây, crime đây. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ nói rằng là những người dân thành phố thì muốn thoát khỏi ra những cái đó, thoát khỏi những cái việc là tội phạm. Chứ nó cũng không đề cập tới là vậy thì đây, những cái thành phố này thì nó vẫn có cái tỷ lệ tội phạm cao, nó không được đề cập tới ở trong bài này, đúng không? Nên câu số 3 sẽ là not given. Câu số 3 sẽ là not given. Và câu số 4: When populations decline, cities spend less money on maintaining infrastructure. Và ở đây, khi dân số giảm thì các thành phố dành ít tiền hơn để duy trì các cơ sở hạ tầng. Chúng ta sẽ tìm cái thông tin là maintain infrastructure, đúng không? Đó là ở cái đoạn số 3 liên quan tới những cái ảnh hưởng lên thành phố. Và như chúng ta vừa đã nói thì nó là sai, đúng không nhỉ? Bởi vì ở đây, despite declining population, they still have to spend money maintaining infrastructure, such as road sanitation. Mặc dù là dân số giảm, đúng không? Nhưng mà vẫn phải dành tiền để duy trì. Chứ nó không phải là dành tiền ít hơn, vẫn phải dành tiền, nghĩa là ở đây chúng ta thấy có là still have to spend money, vẫn phải dành tiền, nghĩa là thế nào? Nghĩa là hồi xưa
số lượng dân số như thế thì tôi vẫn dành cái số tiền này để duy trì cơ sở hạ tầng đúng không? Bây giờ dân số giảm rồi nhưng tôi vẫn phải sử dụng cái số tiền đó để duy trì cái cơ sở hạ tầng, nghĩa là nó không phải là dành ít hơn mà là nó vẫn như thế, nên câu số 4 sẽ là sai đúng không? Mặc dù khi dân số giảm thì thành phố vẫn dùng không phải là dùng ít tiền, không phải là dành ít tiền hơn đúng không, mà vẫn là dành cái số tiền như vậy. Và chính vì như thế nên là cái nền kinh tế ở các thành phố khi mà có cái việc là dân đô thị hóa ngược thì nó sẽ là bị đặt ít áp lực hơn. Và với nhận định số 5 thì sao? Country villages quickly lose their unique character and charm when they become urbanized and grow fast. Ở đây chúng ta có là các những ngôi làng quê thì nhanh chóng mất đi bản sắc riêng cũng như là nét thu hút của nó khi mà những cái ngôi làng đó trở nên bị đô thị hóa và phát triển nhanh. Câu này thì sẽ là đúng không nhỉ? Câu này là đúng. Và thông tin ở đâu? Thông tin ở ngay đoạn số 4, đoạn đầu đúng không? Đây. Đây câu số 5. Đây. Câu ở đây nó có nói rằng villages in the countryside become increasingly urbanized, grow fast, and soon lose their uniqueness and charms. Đó sẽ là câu số 5, câu số 5 sẽ là đúng. Và cuối cùng, nhận định số 6. Chúng ta có Government should offer immediate short-term solutions to make life sustainable for both urban and rural inhabitants. Ở đây chúng ta có là chính phủ thì nên đưa ra những cái giải pháp ngắn hạn, đưa ra cái giải pháp ngắn hạn để khiến cho cuộc sống của người dân trở nên bền vững hơn, người dân của cả thành phố và nông thôn. Vậy câu này thì nó cũng không sai đúng không, nhưng mà nó cũng không đúng hoàn toàn, bởi vì là cái việc là đưa ra những cái giải pháp ngắn hạn ý, thì nó chỉ là tạm thời thôi đúng không, mà cái chính ở đây thì sẽ là bạn là thi hành những cái giải pháp, những cái chương trình dài hạn để khiến cho cuộc sống của người dân ở hai nơi đều bền vững. Nên câu 6 này thì nó sẽ sai, bởi vì sao? Bởi vì nó thiếu thông tin. Nó giống với câu số 2 á, đúng không? Không phải là chỉ bởi vì rẻ. Và ở đây thì không phải là chỉ là đưa ra những cái giải pháp ngắn hạn tức thì, mà nó còn phải là trước khi cái giải pháp tức thì này nó chỉ là tạm thời, chỉ là trước khi thi hành những cái biện pháp dài hạn thôi đúng không? Nên câu số 6 này sẽ là vô. Và thông tin thì nó ở ngay cái đoạn cuối. Và đó là về bài reading. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần speaking nhé. Speaking thì chúng ta sẽ tập trung vào unit 1 liên quan tới là life stories, câu chuyện cuộc đời. Và chúng ta có như sau. Với chủ đề của bài nói, historical figures là các nhân vật lịch sử đúng không? Các nhân vật lịch sử, historical figures. Với yêu cầu của bài số 3 như sau. Work with a partner, use the information in table below or your own ideas to make a conversation about one of the historical figures. Là chúng ta sẽ làm việc với bạn của mình, sử dụng những cái thông tin ở bảng dưới đây cũng như là những cái ý của chúng ta đúng không? Để tạo thành một cái cuộc hội thoại tương tự về một trong những nhân vật lịch sử. Và ở đây thì chúng ta có một vài những nhân vật lịch sử đã được gợi ý rồi. Đầu tiên là The Chung Sister, Two Lady Chung. Và ở đây thì sẽ là hai bà Chung, đúng không nhỉ? Hai bà Chung. Và đây sẽ là trước những cái trước công nguyên đúng không? Đây sẽ là trước công nguyên. Và chúng ta có National Heroines, Leader of Chung Sister Uprising, First National Uprisings against the Han Invader. After sau đúng không? Sau công nguyên. After freed the country, Chung Jak became a queen, Chung Nghị top advisors. Và đây chúng ta có là hai bà Chung thì là
anh hùng dân tộc của đất nước chúng ta đúng không? Và dẫn đầu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống lại quân xâm lược đúng không? Và tiếp theo thì là vào trước và sau Công Nguyên vào năm 40 và năm năm 43. Và ở bên cạnh đó thì hai bà thì cũng đã giải phóng được đất nước đúng không? Đã giải phóng được đất nước. Và Trưng Chắc đã trở thành nữ hoàng đúng không? Và còn Trưng Nhị thì trở thành người kiểu dạng như là chúng ta có advisor thì sẽ là người khuyên bảo á. Thì ở đây thì chúng ta có thể hiểu là nó là một người mà kiểu cố vấn cấp cao kiểu dạng vậy. Và đây thì hai bà thì đã chống lại quân xâm lược Hán đúng không? Ok, và lý do tại sao hai bà Trưng thì là một người đáng kính. Bravery and perseverance. Và đây thì chúng ta có là hai bà thì rất là dũng cảm cũng như là rất là kiên cường á. Chúng ta có kiên cường. Từ này thì chúng ta đã học ở phần bài số 1 rồi đúng không? Kiên cường này rất là bền chí và kiểu dạng như là không nhụt chí kiểu dạng như vậy. Và từ này thì sẽ là perseverance. Và chúng ta tiếp theo chúng ta còn một nhân vật lịch sử khác nữa, hai nhân vật lịch sử khác nữa đúng không? Đó là Lady Triệu Thị Trinh, bà Triệu đúng không? Bà Triệu Thị Trinh. Và cũng sẽ là sau Công Nguyên từ năm 226 đến năm 248. Và courageous female warrior. Đây sẽ là một chiến binh nhưng mà đây là chiến binh con là một nữ chiến binh đúng không? Chúng ta sẽ dịch là một nữ chiến binh. Và một nữ chiến binh như thế nào đây? Một nữ chiến binh rất là dũng cảm. Một nữ chiến binh rất là dũng cảm. Rất là kiểu ok dũng cảm. Courageous. Và tiếp theo thì chúng ta có là leader of the Vietnamese people against the Wu invader. Và ở đây chúng ta có là bà Triệu đúng không? Thì là người lãnh đạo trong cuộc chống lại quân xâm lược Vũ. Và vào quân xâm lược Vũ là vào năm sau Công Nguyên 248 đúng không? Và sau Công Nguyên thì chúng ta có là Anno Domini AD. Và lý do thì nên được đáng kính bởi vì image of a brave warrior going into battle on an elephant. Và lý do là bởi vì là một cái hình ảnh của một chiến binh rất là dũng cảm đi chiến đấu trên cưỡi voi đi chiến đấu đúng không? And given the honorary title most noble, courageous and virtuous ladies by King Lý Nam Đế. Và bên cạnh đó thì bà Triệu cũng được trao một cái chức danh đúng không? Một chức danh. Đó là người phụ nữ cao quý, dũng cảm và liêm khiết bởi vua Lý Nam Đế. Và trước Công Nguyên 503, sau Công Nguyên 503 đến năm 548. Và cuối cùng thì sẽ là vua Quang Trung, Emperor Quang Trung. 1753 to 1792, vua Quang Trung, national hero, anh hùng dân tộc, leader of the Vietnamese people against the King invaders. Và đây thì chúng ta có, đây thì sẽ là lãnh đạo đúng không? Lãnh đạo trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Thanh. Còn ở trên thì sẽ là nhà Ngô đúng không? Nhà Ngô, phần King thì sẽ là nhà Thanh này. Và quân xâm lược nhà Thanh vào những năm 1788 đến năm 1789.
lý do nên được đáng kính, very very talented political and military leader, là một người lãnh đạo ở chính trị rất là tài năng, cũng như là một người kiểu lãnh đạo chúng ta có là quân đội, đúng không? Economic and educational reforms, cũng như là, và đây thì là một vua Quang Trung thì là kiểu có cải cách á, là một người mà có sự thay đổi trong kinh tế cũng như là trong lĩnh vực giáo dục. Và ở đây chúng ta sẽ cùng xem cái ví dụ nhé. Ví dụ chúng ta có của vua Quang Trung. Example. Và hai bạn nói như sau. Who are you going to talk about in your presentation tomorrow? Oh, bạn sẽ định nói về ai trong buổi thuyết trình của bạn vào ngày mai vậy? Bạn B trả lời, I'm going to talk about our national hero, Emperor Quang Trung. He was a very talented political and military leader. He led the Vietnamese people against the Qing invaders between 1788 and 1789. Và tớ thì sẽ định nói về anh hùng dân tộc của chúng ta, Vua Quang Trung. Vua Quang Trung thì là một người, là một chính trị gia cũng như là một người lãnh đạo quân đội rất là tài năng. Vua Quang Trung thì đã dẫn đầu, đã lãnh đạo dân Việt Nam chống lại quân xâm lực nhà Thanh vào giữa năm 1788 đến năm 1789. Và bạn A hỏi, you should also mention the years of his birth and death. The emperor was born in 1753 and died in 1792. Và bạn thì cũng nên nhắc tới những ngày năm sinh cũng như là năm mất của ông nữa. Và vua Quang Trung thì sinh ra vào năm 1753 và mất vào năm 1792. Và bạn trả lời, I will. Though he died young, he was able to introduce some very important economic and educational reforms in Vietnam. Ừ, chắc chắn rồi, tôi sẽ làm như thế. Và mặc dù là vua Quang Trung mất sớm, đúng không? Mất sớm, nhưng mà ông đã có thể là có những cái cải cách về mặt kinh tế cũng như là giáo dục rất là quan trọng tại Việt Nam. Thì đó là về một nhân vật lịch sử mà chúng ta nói. Chúng ta chỉ cần một cái bài ngắn thôi là được, đúng không? Một bài, một cuộc hội thoại ngắn là đã có thể là hoàn thành rồi. Và ở đây thì cô sẽ làm một cái bài hội thoại tương tự. Và cô sẽ nói về bà Triệu nhé. Ok. Và chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ dùng cái câu là Who are you going to talk about in your presentation tomorrow? Đúng không? Who are you going to talk about in your presentation tomorrow? Đó, chúng ta sẽ giữ nguyên câu đó. Và cô sẽ nói như sau. Tớ sẽ nói với ai, đúng không? Thì cô sẽ dùng là I'm going to talk about. I'm going to talk about. Và vì bà Triệu thì sẽ là một người rất là dũng cảm, đúng không? Là một chiến binh rất là dũng cảm. Và chiến binh là chiến binh, nhưng mà đây là nữ chiến binh, đúng không? Female warrior. I'm going to talk about our courageous female warrior. Một nữ chiến binh dũng cảm. Courageous female. Warrior. Lady Triệu, bà Triệu. Và chúng ta sẽ nêu cái tên thật của bà là Triệu Thị Trinh, đúng không? Và bà thì là một hình ảnh, đúng không? Bà thì là một hình ảnh của một chiến binh dũng cảm, cưỡi voi vào trận chiến. Ở đây, đúng không? She was an image. She was an image of a brave warrior, một chiến binh dũng cảm. Going into battle on an elephant, cưỡi voi chiến đấu.
Và bà thì cũng đã dẫn dắt quân đội Việt Nam chống lại, đúng không? Chống lại quân Ngô. She led Vietnamese people. People against the Wu invader. In 80 to 148, và đã dẫn dắt lãnh đạo người dân Việt Nam chống lại quân xâm lược Ngô vào năm 248. Và sau đó thì chúng ta sẽ thêm là vậy thì bạn cũng nên nhắc tới những năm sinh cũng như là năm mất của bà nữa, đúng không? Chúng ta vẫn sẽ làm tương tự với bạn bên kia thôi. Là tiếp theo sau khi mà bạn nói xong thì sẽ là bạn cũng nên nhắc tới nữa. You should also mention, bởi vì là yêu cầu của bài thì chỉ là làm một cái cuộc hội thoại tương tự thôi, đúng không? Chúng ta chỉ cần thay thông tin là được. Mention the years of her birth, năm sinh cũng như là năm mất, and death. Và bà Triệu thì sinh ra vào năm nào? Lady Triệu was born in AD 226 and died in, và mất vào năm AD 248 49. Và sau đó thì sẽ liên quan tới cái việc là chắc chắn đổi từ sẽ, đúng không? Và mặc dù bà mất sớm nhưng mà bà được vua Lý Nam Đế trao tặng cái danh hiệu này, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói thêm là I will and though she's died young, mặc dù bà mất sớm, she was given một danh hiệu rất là cao quý, honorary title. Most notable, noble, courageous, and virtuous lady by King Lý Nam Đế, bởi vua Lý Nam Đế. Vẫn là thông tin ở trong sách giáo khoa thôi, đúng không? In AD 503 to 548, và bà được trao tặng danh hiệu người phụ nữ cao quý, dũng cảm và lâm khiết bởi vua Lý Nam Đế. Và vua Lý Nam Đế thì làm sinh ra vào năm 503 đến năm 548 ở sau công nguyên. Và đó thì sẽ là một bài hội thoại mẫu, đúng không? Làm theo cái hội thoại mẫu, ví dụ ở đây thôi. Và vậy thì còn khi chúng ta nói về hai bà Trưng thì chúng ta vẫn sẽ như vậy thôi. Là I'm going to talk about our national heroines, the Trưng sister. And they are leaders of Trung sister uprising against the Han invader. And they are bravery and perseverance warrior. Beside that, they are the first female ruler of the nation. Đầu tiên thì tôi sẽ nói về hai bà Trưng, đúng không? Hai bà Trưng thì là nữ anh hùng dân tộc của chúng ta, là lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng chống lại quân Hán. Và hai bà thì rất là dũng cảm cũng như là rất là kiên cường. Và hai bà còn là người lãnh đạo đất nước, đúng không? Người đứng đầu đất nước, là con gái đầu tiên của đất nước chúng ta nữa. Và bên cạnh đó, đúng không? Và bên cạnh đó they could free the countries, and after they freed the country, Trưng Chắc became queen and Trưng Nghị became a top advisor. Và sau khi mà giải phóng đất nước thì Trưng Chắc trở thành vua, thành nữ hoàng, đúng không? Còn Trưng Nghị thì trở thành cố vấn cấp cao, cố vấn rất là thân, cố vấn cấp cao.
Thì đó cũng sẽ là một cái cách chúng ta làm ở bài số 3 này. Chỉ là chúng ta có thể là phân tích và hiểu được những cái dữ liệu lịch sử này là được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần listening nhé. Chúng ta có phần listening một bài tập. Và bài này sẽ là multiple choice. Lựa chọn nhiều câu hỏi liên quan tới năng lượng sóng biển á. Chúng ta sẽ dựa vào sóng biển. Wave energies. Với yêu cầu của bài số 4 như sau: Listen to the recording about wave energies. Choose the best option to complete the sentence. Là chúng ta sẽ nghe một bài nói về năng lượng sóng và chọn cái lựa chọn thích hợp nhất để hoàn thành những câu sau. Và chúng ta sẽ đọc các câu trước nhé. Với câu số 1 chúng ta có: Wave energies produced by ocean surface waves is boosts. Và đây là năng lượng sóng thì được tạo ra bởi những con sóng trên bề mặt biển. Và những con sóng đấy, những năng lượng sóng đấy thì như thế nào? Friendly and efficient là thân thiện cũng như là kiểu dạng như là có hiệu quả. Hay là eco-friendly and efficient là ở đây thì sẽ là kiểu thân thiện với môi trường và hiệu quả. Hay là eco-friendly and cost-efficient, thân thiện với môi trường và giá thành thì vừa phải, giá thành thì hợp lý. Chúng ta sẽ cùng nghe. Với câu số 2, using 1% of waste energies can provide the equivalent of the energy consumption worldwide. Là sử dụng 1% năng lượng sóng thì có thể sản sinh ra bao nhiêu lần tổng năng lượng tiêu thụ trên toàn thế giới, 50 lần, 500 lần hay là 5.000 lần. Với những cái bài mà chúng ta có số thì chúng ta sẽ cần nên đọc trước. Ví dụ như là 50, 500 and 5000, kiểu dạng như thế thì khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ dễ bắt hơn. Và với câu số 3, building the operating wave power station in the ocean is far than on land. Và đây sẽ là xây dựng, đúng không? Xây dựng cũng như là lắp đặt những cái trạm phát sóng, trạm năng lượng sóng ở biển thì như thế nào hơn là so với là xây ở trên mặt đất? A, more expensive, là đắt đỏ hơn. B, more difficult, khó hơn. Or C, more expensive and difficult, đắt hơn và khó hơn. Thì chúng ta sẽ phải nghe xem. Và câu số 4, salt waters is a very hostile environment to devices which becomes and cannot last long. Và đây là nước muối, đúng không? Nước muối, nước mặn thì là kiểu dạng như là một cái là một nhân tố môi trường rất là kiểu ở đây thì chúng ta có cái tính từ, đúng không? Là ý của nó là nó rất là kiểu thù địch á, nhưng mà đây thì sẽ là kiểu nó là kẻ thù, nó là bất lợi, kiểu dạng như thế. Hostile is a very hostile environment to devices, nghĩa là nước mặn thì đối với những cái thiết bị lắp đặt mấy cái trạm sóng kia kìa, đúng không? Thì là nó với cả cái nước muối thì là kẻ thù với nhau, nghĩa là bởi vì sao? Nước muối thì sẽ như thế nào? Ăn mòn, đúng không? Ăn mòn dần và không kéo ra được lâu, và những cái thiết bị đó thì không dùng được lâu, đúng không nhỉ? Bởi vì là nước muối nó ấy vào thì nó sẽ kiểu bị ăn mòn dần và sau đó sẽ bị hỏng á. Thì ở đây chúng ta có rusty easily là ăn mòn dễ dàng này, kiểu dạng ăn mòn một cách rất là dễ dàng, bị han gì ấy, rusty, hoặc là rusty slowly, ăn mòn chậm rãi, hay là chỉ là ăn mòn thôi, thì chúng ta sẽ cùng nghe xem nhé. Với câu số 5, progress in renewable energy technologies will soon allow Vietnam to effectively and efficiently. Và đây chúng ta có quy trình trong công nghệ năng lượng tái tạo sẽ sớm khiến giúp cho Việt Nam có thể là export wave energies là xuất khẩu, hoặc là exploit wave energies là khai thác, hay là explore wave energies thì là kiểu khám phá ra. Vậy ở đây khám phá ra những cái nguồn năng lượng sóng ấy, một cách rất là hiệu quả cũng như là hiệu quả và đầy đủ. Chúng ta sẽ cùng nghe xem nhé. Nó chỉ khác từ nhau một tí thôi, đúng không? Nên là chúng ta phải để ý. Và bây giờ thì cô sẽ bật băng nghe lần đầu tiên để chúng ta chọn đáp án. Và lần nghe thứ hai thì cô sẽ cùng nghe và cùng trợ giúp chúng mình nhé. Review 1.
Page 45. Listening. Activity 4. Listen to the recording about wave energy. Choose the best option to complete the sentences. As you know, the burning of fossil fuels like coal, oil, and natural gas emit greenhouse gases. That is why environmentalists insist that we use clean, renewable energy sources. Wave energy, produced by ocean surface waves, is both eco-friendly and cost-efficient. Research has suggested that ocean wave power could make a major contribution to the world's energy resources. Scientists claim that using 1% of wave energy can provide the equivalent of 500 times the world energy consumption. With 70% of the Earth's surface covered with water, wave energy is undoubtedly a valuable source of green energy. However, there is the challenge of converting wave power into energy and transmitting it to shore. Building and operating wave power stations in the ocean is far more expensive and difficult than on land. Also, salt water is a very hostile environment to devices. They go rusty easily and cannot last as long as those on shore. Sea waves make energy harvesting even harder by moving up and down most of the time. Vietnam has a long coastline with great potential for producing wave energy. Hopefully, advancements in renewable energy technology will soon allow us to exploit wave energy effectively and efficiently. Và đó là lần nghe đầu tiên, cô nghĩ là chúng ta cũng đã có những cái câu trả lời cho chúng mình rồi đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại nhé. Says. As you know, the burning of fossil fuels like coal, oil, and natural gas emit greenhouse gases. Câu đầu tiên, as you know, the burning of fossil fuels like coal, oil, and natural gas emit greenhouse gases. Như các bạn đã biết, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí tự nhiên sẽ thải ra gây hiệu ứng nhà kính. That is why environmentalists insist that we use clean, renewable energy sources. That is why environmentalists insist that we use clean, renewable energy sources. Và đó là lý do tại sao các nhà bảo vệ môi trường nhấn mạnh yêu cầu rằng chúng ta cần sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sạch sẽ. Wave energy, produced by ocean surface waves, is both eco-friendly and cost-efficient. Và câu vừa rồi thì sẽ chính là câu số 1 đúng không? Đọc y nguyên ở câu số 1. Wave energy produced by ocean surface waves is both eco-friendly and cost-efficient. Năng lượng sóng được tạo ra bởi các làn sóng trên bề mặt đại dương vừa thân thiện với môi trường lại vừa tiết kiệm chi phí. Vậy đó là câu số 1 đáp án C đúng không? Tiếp theo. Research has suggested that ocean wave power could make a major contribution to the world's energy resources. Research has suggested that ocean wave power could make a major contribution to the world energy resources. Và các nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng sức mạnh của sóng biển có thể đóng góp nguồn năng lượng lớn vào các nguồn năng lượng của thế giới. Và scientists claim that using 1% of wave energy can provide the equivalent of 500 times the world energy consumption. Và đây là câu số 2 đúng không? Scientists claim that using 1% of waste energies can provide the equivalent of 500 times the world energy's consumption. Và các nhà khoa học cũng gợi ý rằng
cho biết rằng việc sử dụng 1% năng lượng sóng có thể cung cấp tương đương 500 lần năng lượng tiêu thụ trên thế giới. Và đó là câu số 2 của đáp án B. With 70% of the Earth's surface covered with water, wave energy is undoubtedly a valuable source of green energy. With 70% of the Earth's surface covered with water, wave energy is undoubtedly a valuable source of green energy. Với 70% bề mặt trái đất là nước, thì năng lượng sóng chắc chắn là một nguồn năng lượng xanh có giá trị, có tiềm năng. However, there is the challenge of converting wave power into energy and transmitting it to shore. However, there's the challenge of converting wave power into energies and transmitting it to shore. Tuy nhiên, có một thách thức chỉ ra rằng cái việc chuyển năng lượng sóng thành năng lượng, chuyển cái sóng thành năng lượng và truyền tải nó tới đất liền thì rất là có nghĩa là có cái thử thách đúng không? Rất là khó. Building and operating wave power stations in the ocean is far more expensive and difficult than on land. Và đó là câu số 3, đúng không? Đáp án C. Building and operating wave power station in the ocean is far more expensive and difficult. Việc xây dựng cũng như là vận hành các trạm sóng điện trên biển rất đắt và khó hơn so với cái việc làm ở trên đất liền. Also, salt water is a very hostile environment to devices. They go rusty easily and cannot last as long as those on shore. Và đó là câu số 4, đáp án A. Salt water is a very hostile environment to devices. They go rusty easily and cannot last as long as those on shore. Và ngoài ra thì nước mặn cũng là một cái yếu tố môi trường rất là thù nghịch với các thiết bị máy móc. Chúng thì dễ dàng bị mòn, đúng không? Và không thể kéo dài tuổi thọ như những thiết bị ở trên bờ. Và đó là câu số 4, đáp án A. Sea waves make energy harvesting even harder by moving up and down most of the time. Sea waves make energy harvesting even harder by moving up and down most of the time. Và bên cạnh đó, sóng biển thì cũng làm cho cái việc là thu hoạch những cái năng lượng thậm chí khó khăn hơn, bởi vì là nó kiểu đi lên xong rồi đi xuống hầu hết các thời gian ấy, nên là cái việc ấy cái năng lượng nó sẽ khó hơn. Vietnam has a long coastline with great potential for producing wave energy. Hopefully, advancements in renewable energy technology will soon allow us to exploit wave energy effectively and efficiently. Vietnam has a long coastline with great potential for producing wave energies. Hopefully, advancement in renewable energy technologies will soon allow us to exploit wave energies effectively and efficiently. Và đó là câu cuối cùng, câu số 5, đáp án B. Câu có nghĩa rằng Việt Nam có một bờ biển dài với tiềm năng lớn để có thể sản xuất ra năng lượng gió. Và hy vọng rằng các tiến bộ trong công nghệ năng lượng tái tạo sẽ sớm cho phép chúng ta khai thác năng lượng sóng một ngày càng hiệu quả hơn. Đó là câu số 5, đáp án B, exploit, khai thác. Và đó là về phần listening. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần writing. Với chủ đề của writing sẽ là năng lượng mặt trời, solar energies, với yêu cầu của bài số 5 như sau. Write meaningful sentences about the pros and cons of solar energies. Use the words given. Là chúng ta sẽ viết lại thành những cái câu có ý nghĩa và về những ưu và khuyết điểm của năng lượng mặt trời. Sử dụng các từ được gợi ý dưới đây, chúng ta có 6 câu. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu viết nhé. Với câu số 1, solar energies come directly sun, renewable energy source sustainable. Chúng ta có là solar energies, năng lượng mặt trời này. Come directly là đến trực tiếp từ cái gì này. Và sẽ là come directly from, đúng không? Và sun thì sẽ là mặt trời. Renewable energy source là những nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Và sustainable thì là bền vững. Vậy thì câu này chúng ta sẽ viết lại rằng là năng lượng mặt trời thì là cái nguồn năng lượng đến trực tiếp từ mặt trời. Và cái nguồn năng lượng này thì là cái nguồn năng lượng có thể tái tạo này thì rất là bền vững, đúng không? Sustainable. Nên câu số 5, câu số 1, bài số 5 cô sẽ viết lại như sau. Solar energies, năng lượng mặt trời. Và chủ ngữ số ít nên động từ chia hiện tại đơn thêm S, đúng không? Comes directly from, đến trực tiếp từ đâu đó. Và sun thì làm danh từ duy nhất nên chúng ta sẽ phải thêm the, come from the sun.
và cái nguồn năng lượng này đúng không? And this renewable energy source. This renewable energy source. Và số ít nên sẽ dùng is to be is sustainable. Sustainable là tính từ nên cô cần to be đúng không? Và đó sẽ là câu số 1. Và đây thì sẽ liên quan tới là cái pros, cả những cái lợi thế của nó đúng không? Những cái ưu điểm của nó. Đây sẽ là cái pros, pros and cons. Và tiếp theo câu số 2. This type of energy is environmentally friendly, not cause pollution. Và cái loại năng lượng mà cái loại năng lượng này đúng không thì thân thiện với môi trường, không gây ra ô nhiễm. Và câu này thì sẽ vẫn là một cái pros, cái ưu điểm. Và cái này, this type of energy đúng không? Cái loại năng lượng này thì chúng ta sẽ viết là như vậy. This type of energy thì thân thiện với môi trường, environmentally friendly là tính từ nên cô sẽ cần to be ở đây. Not cause pollution thì là động từ đúng không? Thì sẽ cần, và đây là phủ định nên cô sẽ mượn cho động từ là does, does not. Câu số 2. This type of energies, loại năng lượng này thì thân thiện với môi trường, to be is environmentally friendly. Environmentally friendly. Environmentally friendly. Và không gây ra ô nhiễm. And does not cause pollution, không gây ra ô nhiễm. Cause pollution, gây ô nhiễm. Và đó là câu số 2. Với câu số 3 thì sao? Chúng ta có solar energies available everywhere, very quiet devices, not have moving parts. Năng lượng mặt trời thì có sẵn đúng không? Có sẵn ở khắp mọi nơi này. Rất là kiểu dạng rất là yên tĩnh, rất là yên tĩnh. Cũng như là thiết bị này thì không có những cái kiểu bộ phận chuyển động nào cả. Thì ví dụ cái có lẽ là cái này là kiểu nó đang muốn mình so sánh với cái năng lượng sóng ấy. Năng lượng sóng thì bởi vì là sóng thì nó cứ nhô lên rồi nhô xuống thì nó sẽ chuyển động đúng không? Và bên cạnh đó thì ở nước biển, nước muối, nước mặn thì cũng khiến cho nó bài mòn. Thì còn cái năng lượng mặt trời này thì nó đang muốn nói là ở những cái thiết bị lắp đặt nó đúng không? Thì nó không có kiểu phải di chuyển như thế. Thì câu số 3 chúng ta sẽ viết lại như sau. Năng lượng mặt trời thì có sẵn ở khắp mọi nơi. Solar energies available tính từ nên cô sẽ dùng to be là is available everywhere. Câu số 3. Solar energies is available everywhere. Everywhere. Và cũng rất là kiểu yên tĩnh á, đúng không? And very very quiet. Và bởi vì sao? Thứ nhất là bởi vì là có lẽ là những cái thiết bị của cái năng lượng mặt trời này đúng không? Thì không có thì kiểu dạng là thì không có bất cứ cái bộ phận chuyển động nào nên là nó có thể là nó yên tĩnh. Có lẽ là cái yên tĩnh này, cái yên tĩnh này là nó sẽ cho vào cái very quiet. Hoặc là nếu không thì chúng ta có thể tách ra thành hai câu đúng không? Và như thế nào đó. Hoặc là không những mà còn cũng được. Nhưng mà thường thì những cái dạng bài này thì chúng ta sẽ phải viết thành một câu. Nên là cô sẽ để nó là because nhá. Bởi vì cái thiết bị của nó đúng không? Thì sẽ là it devices. Không có những cái bộ phận chuyển phải di chuyển nào. Do not have any. Và không có thì cô sẽ dùng phủ định thêm cái any moving parts. Đó là câu số 3. Với câu số 4 chúng ta có solar panels expensive, use rare special materials, technology store solar energy costly. Ở đây solar panel thì là tấm pin năng lượng mặt trời, expensive đắt này, use rare là
Rare thì sẽ là quý hiếm, hiếm á. Special materials thì sẽ là những cái nguyên liệu rất là hiếm đúng không? Nhiên liệu hiếm cũng như là đặc biệt này, những cái vật liệu. Và có lẽ là cái rare và special này thì là nó sẽ bổ sung cho cái material này, những cái vật liệu rất là hiếm cũng như là rất là đặc biệt. Công nghệ thì technology là công nghệ này. Còn store là kiểu dạng như là lưu trữ năng lượng mặt trời thì đắt đúng không? Vậy thì cái này thì có lẽ chúng ta sẽ biết lại thành các tấm pin năng lượng mặt trời thì rất đắt. Bởi vì sao? Bởi vì là nó sử dụng những cái vật liệu rất là hiếm cũng như là đặc biệt. Bên cạnh đó thì cái công nghệ để sử dụng, công nghệ để có thể là kiểu dạng như là lưu trữ cái năng lượng mặt trời ấy, thì cũng rất là đắt. Thì cái số 4 này thì nó liên quan tới những cái khuyết điểm của việc sử dụng năng lượng mặt trời đúng không? Câu số 4 cũng sẽ viết như sau: tấm pin năng lượng mặt trời, solar panels, các tấm pin solar panels thì that are expensive. Are expensive thì that này, bởi vì chúng ta có thể dùng cái S, bởi vì sử dụng những cái vật liệu rất là hiếm đúng không? Use rare and special material. Bên cạnh đó thì công nghệ sử dụng cũng đắt đúng không? And the technology, công nghệ được sử dụng để lưu trữ, to store the solar energy, to store solar energy is costly. To store solar energy, để lưu trữ cái năng lượng mặt trời đó thì rất là đắt. Is costly. Costly và expensive là các từ đồng nghĩa với nhau, đều mang nghĩa là đắt. Và tiếp theo câu số 5. Solar energy, năng lượng mặt trời, not always available, không phải lúc nào cũng sẵn có. Access, tiếp cận, sunlight, ánh nắng mặt trời, limited, có hạn, và certain times là những cái thời điểm nhất định nào đó. Vậy ở đây thì nó vẫn sẽ là một cái khuyết điểm, và cái này sẽ là năng lượng mặt trời thì không phải lúc nào nó cũng có sẵn, đúng không? Bởi vì là sao? Bởi vì là cái kiểu, cái việc tiếp cận cái nguồn ánh sáng, nguồn ánh sáng mặt trời ấy thì chỉ bị giới hạn ở trong một vài cái khoảng thời gian nhất định thôi, certain times, thì đó là câu số 5. Và câu số 5 thì cô sẽ viết lại như sau. Năng lượng mặt trời thì không phải lúc nào cũng có sẵn đúng không? Available là tính từ nên cô sẽ dùng to be. Solar energy is not always available. Không phải lúc nào cũng có sẵn. Bởi vì thì cô có thể dùng cái từ là since. Bởi vì cái việc là có thể tiếp cận được tới ánh nắng thì nó sẽ chỉ bị giới hạn ở khoảng những cái khoảng thời gian nhất định thôi đúng không? Chúng ta có access cộng với giới từ to cộng một cái danh từ tiếp cận tới cái gì? Cái việc tiếp cận tới ánh nắng mặt trời thì bị giới hạn ở một vài cái khoảng thời gian nhất định thôi. Is limited at certain times. Một vài khoảng thời gian nhất định. Đó là câu số 5. Vậy câu số 6, câu cuối cùng, chúng ta có although greener fossil fuels production solar panels emit greenhouse gases. Ồ, câu này là một ý khá là hay. Mặc dù là cái năng lượng mặt trời này thì là nó xanh hơn, nó thân thiện với môi trường hơn cái than đá đúng không? Nhưng mà cái việc sản xuất ra những cái tấm pin năng lượng mặt trời thì lại thải ra khí ga nhà kính. Khá là hay. Một để thể cái ý này thể hiện là mình là một người suy nghĩ rất là nhiều khía cạnh nhá. Đó là câu số 6, khá là hay đúng không? Đúng là cái việc năng lượng mặt trời thì nó thân thiện với môi trường thật, nhưng mà cái việc là sản xuất ra những cái thiết bị để sản xuất ra năng lượng mặt trời, ví dụ là tấm pin năng lượng mặt trời, thì nó lại thải ra khí ga nhà kính. Ý rất là hay luôn. Và câu số 6 thì cô sẽ viết lại như sau. Câu mặc dù đúng không? Although. Và nhớ là giữa câu sẽ phải có dấu phẩy nhá. Mặc dù là nó thì thân thiện hơn với môi trường, xanh hơn đúng không? Xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn so với cái than đá. So với những cái nhiên liệu than đá, nhiên liệu hóa thạch. Fossil fuel. Mặc dù nó xanh hơn, nó thân thiện hơn này. Nhưng mà cái việc sản xuất ra những cái tấm pin năng lượng mặt trời thì lại như thế. Và chúng ta có production là danh từ.
production of something thì sẽ sản xuất ra cái gì? Production of solar panel. Thì sẽ có thể là thải ra những cái khí ga nhà kính, emit, thải ra khí ga nhà kính, some greenhouse gases. Và đó là câu số 6. Cũng như là cái khuyết điểm của việc sử dụng năng lượng mặt trời. Và bài số 6 đã kết thúc bài số 1. Chúng ta sẽ check note lại những câu trả lời gợi ý của cô giúp cô nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2, bài số 6 của phần writing. Với yêu cầu như sau. Use the ideas in 5 and your own ideas to write an essay. Use the ideas in 5 and your own ideas to write an essay of 180 to 250 words about the pros and cons of solar energies. Là sử dụng những cái ý tưởng ở bài số 5 cũng như là ý của chính chúng ta để viết một bài viết khoảng 180 đến 250 từ về những cái ưu và khuyết điểm của năng lượng mặt trời. You can start your essays like this. Và em thì có thể bắt đầu cái bài viết của mình như sau. Chúng ta có Nowadays, it has become necessary to use green technologies with green renewable energy sources. Ngày nay thì cái việc sử dụng công nghệ xanh với các nguồn năng lượng tái tạo xanh đã trở nên rất là cần thiết, trở nên rất là quan trọng, đúng không? Among all green energy sources, solar energy is the most important renewable energy source. Và trong số ở tất cả các nguồn năng lượng xanh thì năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo quan trọng nhất. Và sau đó sẽ là first of all, đúng không? Bắt đầu, đầu tiên thì là gì? Và cô sẽ viết lại như sau, chúng ta sẽ nhìn lên màn hình giúp cô nhé. Sau khi cái câu là ngày nay đó, thì cô sẽ thêm một câu là cái việc năng lượng mặt trời nó có cả những cái ưu và khuyết điểm, đúng không? Để dọn cho vào cái nội dung bài cho nó rõ hơn. Và sau đó, first of all, đầu tiên, solar energy comes directly from the sun and this abundant renewable energy source is sustainable. Đầu tiên thì là cái nguồn năng lượng mặt trời này thì đến trực tiếp từ mặt trời, đúng không? Và cái nguồn năng lượng tái tạo mà rất là nhiều này, cái nguồn năng lượng phong phú này thì là bền vững. Thì nó sẽ chính là cái ưu điểm ở câu số 1 ở bài số 5 đây, đúng không? Và cô chỉ thêm cái abundant để nhấn mạnh là nó rất là nhiều thôi. In general, this type of energy is environmentally friendly and does not cause pollution. Và đây thì sẽ là cái ý của câu số 2, đúng không? Nhìn chung thì cái loại năng lượng này thì thân thiện với môi trường và không gây ra ô nhiễm. Đó chính là câu số 2 ở bài số 5. Another advantage is that solar energy is available everywhere in the world, not only in hot and sunny countries near the equator. Một trong những cái ưu điểm nữa thì là năng lượng mặt trời thì nó có sẵn ở mọi nơi trên thế giới và không chỉ là chỉ ở các quốc gia nóng và có ánh nắng mặt trời gần xích đạo mà là ở bất cứ nơi đâu, đúng không? Thì đó sẽ là cái câu số available. Câu số 3, đúng không? Furthermore, it is very quiet because solar energy devices do not have any moving parts. Bên cạnh đó thì cái việc sử dụng năng lượng mặt trời cũng rất là yên tĩnh, rất là yên lặng bởi vì là các thiết bị năng lượng mặt trời thì không có bất kỳ cái bộ phận nào phải di chuyển cả. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta sản xuất thủy điện đó, đúng không? Thì nó cũng sẽ phải có cái kiểu nhà máy các thứ. Còn về cái năng lượng mặt trời thì không có, thì không cần. Nên là nó rất là yên tĩnh, nó không gây ra tiếng ồn. Thì nó cũng sẽ giảm bớt cái ô nhiễm tiếng ồn, đúng không? Và đó thì là về phần ưu điểm. Cũng là câu số 1, số 2, số 3 ở bài số 5, đúng không? Và tiếp theo sang đoạn thứ 2 thì sẽ là về khuyết điểm. However, solar energy is not cheap. Tuy nhiên, năng lượng mặt trời thì không rẻ. Solar panels are expensive to produce as they use rare and special materials. Tấm pin năng lượng mặt trời thì rất là đắt, đắt để có thể sản xuất ra, đúng không? Bởi vì là sao? Bởi vì là chúng, bởi vì những cái tấm pin năng lượng mặt trời đó sử dụng những cái vật liệu rất là hiếm cũng như là đặc biệt. Nghĩa là vậy, những cái vật liệu hiếm và đặc biệt thì tất nhiên là nó sẽ đắt rồi, đúng không? Thì dẫn tới cái việc là sản xuất tấm pin nó cũng đắt.
In addition, thêm vào đó, the technology used to store solar energy is costly. Thêm vào đó thì cái công nghệ để có thể là lưu trữ năng lượng mặt trời thì cũng rất là đắt đỏ. Thì đó sẽ chính là cái ý ở câu số 4 ở bài số 5. A further disadvantage is that solar energy is not always available since access to sunlight is limited at certain times. Một cái khuyết điểm khác của nó thì là năng lượng mặt trời thì không phải lúc nào cũng sẵn, bởi vì là cái việc tiếp cận được cái ánh nắng mặt trời thì nó bị hạn chế ở một vài cái thời điểm. Ví dụ như là hôm nào mưa đúng không? Hôm nào mà trời âm u hoặc là thì lúc đấy thì kiểu cái năng lượng mặt trời nó sẽ bị ít đi. Thì ví dụ khi mà chúng ta dùng nhiều ấy thì nó không đủ để đáp ứng cho mình, nên mình vẫn phải dùng điện của quốc gia cung cấp, kiểu dạng như vậy. Và furthermore, hơn thế nữa, although it is greener than fossil fuels, the production of solar panels may emit some greenhouse gases. Hơn nữa thì mặc dù là năng lượng mặt trời thì đúng là nó xanh hơn, nó thân thiện với môi trường hơn so với năng lượng hóa thạch, nhưng cái việc sản xuất ra tấm pin năng lượng mặt trời thì có thể thải ra khí ga nhà kính. Thì đây sẽ là cái ý của câu số 6, bài số 5 đúng không? Và đó là về hai đoạn về ưu điểm và khuyết điểm, đều là những cái ý tưởng ở bài số 5, cũng khá là đầy đủ và hay rồi. Và sau khi viết hai đoạn về ưu và khuyết điểm xong thì chúng ta sẽ đến cái đoạn tổng kết, đúng không? Tổng kết thì chúng ta có thể nói là in short hoặc là in conclusions, all in all, there's no energy source that is completely risk-free. Chúng ta có tính từ là risk-free, là không có bất cứ những cái rủi ro nào. Thì câu này có nghĩa là tóm lại rằng sẽ không có nguồn năng lượng nào hoàn toàn là không có rủi ro. However, the pros of solar energy as a renewable energy source outweigh the cons. Tuy nhiên thì những cái ưu điểm của năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng tái tạo thì có lẽ là nhiều hơn so với khuyết điểm. I hope that further development of green technologies will soon eliminate the disadvantages. Và tôi hy vọng rằng những cái phát triển hơn của nền công nghệ xanh thì sẽ nhanh chóng loại bỏ được những cái bất lợi, những cái khuyết điểm đó. Thì đó là về cái phần kết bài của phần writing, cũng khá là đầy đủ khi chúng ta viết đoạn văn về ưu và nhược điểm. Và bài này thì là chúng ta học ở bài số 3 đúng không? Là chúng ta sẽ nhớ là nó sẽ có một cái dàn ý. Đầu tiên là sẽ là phần mở bài, nêu ra cái chủ đề ở đây thì sẽ là liên quan tới những nguồn năng lượng đúng không? Và nêu ra cái vấn đề là cái việc sử dụng năng lượng xanh thì rất là cần thiết này. Và sẽ tập trung vào cái chủ đề chính là solar energy, năng lượng mặt trời, và nêu ra cái chủ đề mà mình sẽ nói là về những cái ưu và khuyết điểm của năng lượng mặt trời. Sang thân bài thì chúng ta sẽ viết một đoạn về ưu điểm, một đoạn về khuyết điểm. Sau khi viết xong thì chúng ta sẽ đến phần kết luận tổng kết lại là nêu ra một cái chúng ta nhìn nhận về cái năng lượng mặt trời này, và sau đó sẽ đưa ra một cái về cái hy vọng của chúng ta này, hoặc là đưa ra cái nhận định trong tương lai sẽ như thế nào. Thì đó sẽ là cái hướng chúng ta làm những cái dạng bài ưu và khuyết điểm. Và bài số 6 phần writing cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Việt Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.